Đây là một khối hộp. Chỉ một khối hộp thì nó có thể làm gì? Nó có thể di chuyển. Nó có thể biến đổi hình dạng. Nó có thể có màu sắc, đơn màu hoặc sặc sỡ. Hết chưa? Chưa hết. Nó thậm chí có thể biến thành một chiếc tủ, nhảy nhót hoặc biến thành một thứ gì đó kỳ quái. Và bản chất của nó vẫn là một khối hộp. Một khối hộp biết toán học. Nếu bạn tò mò về việc tại sao biết toán lại trở thành như vậy, thì chào mừng đến với series Toán trò game. Series này sẽ giúp bạn có thêm một công cụ mới để có thể làm bất kỳ trò gì bạn thích. Không phải kiểu tập trung vào công thức, mà thay vào đó sẽ giúp bạn có một cái nhìn tổng quan và hiểu được bản chất của toán học dùng trong game, khi nào dùng gì và khi nào dùng gì, cực kỳ đơn giản. Thậm chí bạn có thể quên hết tất cả các công thức cũng chẳng sao. Thứ series này tập trung nhắm vào là tư duy toán học. Khi có tư duy rồi thì việc giải quyết những vấn đề trong game sẽ là việc rất đơn giản. Lúc này, Google, Stack Overflow hoặc ChatGPT sẽ là những trợ thủ đắc lực. Thậm chí bạn còn hiểu được điểm mạnh, điểm yếu của những solution được đưa ra. Dù bạn có là ai trong team phát triển thì toán cũng vô dụng. Nhập, thì toán cũng vô cùng hữu dụng. Nếu là một artist, chỉ đơn giản bạn hiểu cách màu sắc hoạt động trong toán thì cách bạn làm asset sẽ khác so với người không. Thanh máu sẽ có màu trắng thay vì đỏ hoặc xanh. Hay là một game designer, mình thường sử dụng toán để cân bằng mọi thứ từ nền kinh tế, bản đồ, kỹ năng. Nó cho mình biết khi nào là thời điểm thích hợp để mở khóa vũ khí mới, thêm item mới, tính toán level nên thiết kế ra sao để người chơi học được một thứ gì đó. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Số đầu tiên, toán làm game xin được kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số sắp tới.